씨.
Anh ơi.
Thank you.
Thank you.
いよね。Bà cho dưới hai con à? Cô con này tốt hơn. Nếu con tơ thì nó ăn cá. Cái lồng nó rộng là nó đỡ hỏng cái đuôi. Rồi lồng rộng mà. Ở dưới chú cho cát vào. Nhưng mà cho cả cái này chứ. Bây giờ về làm cái gì được? Tháo cái này ra được cháu buộc chân là không cho nó bay. Hắt. Còn mấy con? 3-4 ngày. Cái này quật chặt lồng. Cũng lâu đấy, chắc tầm 5. Đây đi được. Em đang đặt cho mẹ nó. Cái đuôi này nó đẹp đấy, nhưng mà gà thì họ tuần đấy mà không thấy đâu. Hôm nay dừng hay dừng? Cua à? Qua thì có tuần đầu nhưng mà 10 giờ thì đã, giờ thì đã. Rồi, chắc lấy bên. Món gà. Gà rừng gà. Này, món này. Hai con này già, còn con này tư, này có một con cháu gái. Con nào tốt hơn? Con mái đâu, con mái. Không con mái, không thấy được. Con mái mùi rồi. Bao nhiêu? 350. Nhưng về nuôi có sống không nhỉ? Nếu mà cháu bảo là nuôi thì mua, nên mua gà tơ như là nó. Cái này gà dừng à? Đó rồi. Con mấy tiền? Cụa này, đây. Này. Con mấy tiền? Này, được. Nhưng mà nó con nuôi nó dễ hơn mấy con. Mày ơi này, mấy đây nó chết, đây là nó bị ấy. Không buộc vào nó bay đấy. Không, nhưng buộc nhẹ thôi. Thời gian lâu bao nhiêu? Tầm 5 tháng đến 1 năm. Nếu mà con làm nhanh thì nó sẽ nhanh. Còn con này thì nó không thuần bằng con này già hơn hả? Con này già nó ở rừng lâu hơn nên nó sợ người hơn. Ừ, thì nó không thuần. Vâng. Thì con này là non hơn thì nó dễ thuần hơn. Con này buộc chưa cháu? Thật nó không đi. Con này là mồi thuần đi. Con này thì không bán rồi đúng không? Con này cháu cứ đi ra cháu về bày ra là khách nó gọi con này về. Là con này đi dụ trai. Em đi chợ một tí. Em đi chợ một tí. Của em à? Không. Cô bà con ạ.
không bán nguyệt mà. Cháu nào không yên nhỉ? Vâng. Cái này nó biết đấy chưa? Ôi biết rồi, nó kiểu rừng mà. Cái chồng chuồng mà chết luôn. Nó sẽ tử đấy. Chuồng cái chuồng là con ngồi kia quần rồi nha. Cháu có một con ở nhà là nhốt lấy mấy con gà mái. Cẩn thận nhá, cái cửa này nó ngon lắm đấy, đây nó chồng. Thank you.